Huỳnh Hiểu Minh tình tứ dắt tay Angela Baby đi chơi Disneyland. Sau khi kết hôn, Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby không có nhiều thời gian ở bên nhau như những cặp vợ chồng son khác. Tuy nhiên, cả hai luôn biết giữ lửa tình yêu bằng những hành động quan tâm ấm áp. Khi không bận việc, vợ chồng Huỳnh Hiểu Minh luôn tranh thủ từng phút giây để tận hưởng thế giới riêng ngọt ngào. Mới đây, cặp đôi lại bị bắt gặp cùng nhau dạo chơi tại công viên Disneyland của Thượng Hải. Những hình ảnh của vợ chồng Huỳnh Hiểu Minh tại Disneyland được một cư dân mạng chia sẻ trên mạng xã hội. Được biết, những ngày qua, Angela Baby đang ở Thượng Hải để tham gia liên hoan phim tại đây. Đúng dịp này, Huỳnh Hiểu Minh cũng không phải quay phim. Vì có nhiều thời gian ở bên nhau hơn sau những ngày tháng bận rộn, nên vợ chồng tài tử họ Huỳnh đã rủ nhau đi chơi. Dù có rất đông người xung quanh, song cặp đôi vẫn không ngại khoác tay nhau tình tứ. Chốc chốc, Angela Baby lại nép vào người ông xã như một cô gái nhỏ. Đây không phải là lần đầu tiên Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby dạo chơi Disneyland. Trước đó, hai ngôi sao nổi tiếng từng nhiều lần đến đây chơi và lưu lại ảnh hôn nhau làm kỷ niệm. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy bấm đăng ký để cập nhật thêm nhiều thông tin mới hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.